Chào các bác. Trước khi gửi mẫu lọc này cho khách hàng ở thành phố Đà Nẵng thì tôi quay lại video cho khách hàng để khách hàng xem, cũng như giới thiệu qua các bác biết về mẫu lọc này cũng như cách sử dụng. Mẫu lọc này tôi bán cho khách hàng giá 4,5 triệu. Mẫu lọc khá cao cấp, hình thức cực kỳ đẹp luôn. Chất âm người nói luôn hay như các mẫu lọc Nhật 6-7 triệu. Đây là mở ra thì nó sẽ ra cái chỉnh bát tép. Tôi vào chế độ 3 chưa lưu đi, tôi lên chỉnh bát tép này. Tôi lưu lại, đây là nút lưu này. Khi ấn vào đây nó sẽ hiện chữ mờ đỏ bên này. Đây mờ đỏ đây. Tôi ấn số 3. Đây là nút mờ nha, nút lưu, memory 3. Đó, lưu lại. Nhầm. 3 này. Lưu này. Thì khi bán cho khách thì tôi thường lưu lại các chế độ sẵn để cho khách sử dụng. Đấy, vừa lại đã lưu chế độ số 3. 3 đây. 1 đây. Đây là nút memory, nút nhớ. Ở trên này là nút tắt lọc và bỏ và không có lọc, mở lọc và có lọc. Equal on, nó hiện chữ equal on đây. Ở đây là hai nút để chỉnh kiểu nháy của lọc. Nháy rất nhiều kiểu luôn. Còn nút dưới này là nút đường tép và đường line. Tôi đang cắm vào đường tép nên tôi sẽ phải tắt bỏ tép đi, mà không hiện chữ tép lên. Còn đây là equal rep, mình không dùng đến nhá. Lọc này tôi bán cho khách hàng thành phố Đà Nẵng giá 4,5 triệu đồng. Tắt bỏ lọc này. Đấy là bỏ lọc. Đúng là nó hiện chữ equal on này là có lọc. Tôi quay lại mặt sau các xem. Hình thức còn rất đẹp, không móp méo. Mùa xuân bất tận nở trên má em. Đây cắm tín hiệu. Cắm tín hiệu được vào đầu đĩa đây. Đầu đĩa là cái dây màu trắng này tôi đang cắm vào đây. Đây là vào đường vào. Đường xuất xuống âm đây. Xuất xuống âm khi anh đã dâng nguồn sống cho đời. Màu trắng này là đường vào. Nghĩa đây là đường vào. Đây là đường ra. Đây là xuống âm ly, đây là đường vào. Đây là đường cấp tín hiệu cho lọc. Tôi nhớ thêm một chế độ nữa cho các bác dễ sử dụng. Đây là nút nhớ này, đây là nút tắt mở lọc này. Đây là đường vào âm thanh. Đây là ca ba cái nút cơ bản. Nút nhớ, nút tắt mở lọc này, nút đường vào âm thanh. Tôi bấm chế độ số 2, lũi chưa lưu này. Cho tép lên này. Cho tép và mít lên, bỏ bát. Ấn vào nhớ. Số 3. 1, 2, 3. Đấy. 2 nó như này nha, 3 đấy. Ấn số 4 chưa lưu này. Cho nhiều bát và cho ít tép. Nhiều bát và lời. Nhớ. Ấn số 4. Đấy, 3. 4 nó khác rồi nha. 5 chưa lưu, mình ấn tiếp. Lên này. Cho nhiều chữ âm lời lên này. Ấn nhớ. Ấn lại vào 5. Nó rất là đơn giản, có nghĩa các bác muốn lưu ở chế độ nào, số nào thì bác ấn vào số đấy, xong ấn chỉnh lên xuống thôi, xong ấn vào nhớ, xong ấn lại số đấy là nó được. Đấy là cách lưu, kể cả lọc Nhật, lọc Hàn đều như vậy. Vâng, xin cảm ơn. Rất chân thành cảm ơn các bác ở xa như tin tưởng ủng hộ. Khách hàng ở thành phố Đà Nẵng mua, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố. Các bác mua hàng thì đặt cọc tôi 1 đến 2 triệu, tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển là người mua phải chịu. Xin cảm ơn. Đây là nút chỉnh để thay đổi cái tốc độ nháy.